Siêu phẩm về đêm anh em ơi, một siêu phẩm rời núi Hoàng Anh Mộc về đêm, nặng khoảng tầm là 60 cho đến 70 kg anh rất là to nha. Chỉ có một cái rễ một thôi nha anh em, rễ này rễ ngược này, con này đổ sánh này. Trùng lại rất là đẹp luôn nha anh em. Rất là quái nha. Nặng khoảng 6 cho đến 70 kg nha anh em nha. Mình mua cái đồ nó sáng nè anh em ha. Chiều. Quay lại, Trời ơi. Ló cái đầu lên cái gì mà đụng mày. bên này nó có lúa nha anh em, bên này là có một cái đốm lúa ngay đây nha, như cái chỗ này, nhưng mà nó xanh rất đẹp nha anh em, hai cái đốm lúa xanh rất đẹp, chỉ có một thân một rễ một thôi anh em.